Câu hỏi của Dung Thùy hay Dung Thủy: xin thầy cho hỏi, người có dung mạo xấu, gặp nhiều những điều không may mắn trong cuộc đời, sau khi giải phẫu thẩm mỹ, họ trở nên xinh đẹp, có cuộc sống tốt hơn sau đó, vậy nhân quả ở đây là gì? Về phương diện nhân tướng đó, thì con người trên toàn cầu, dù ở quốc gia nào cũng có những cái cộng nghiệp thẩm mỹ gần giống nhau. Về làn da đó thì da trắng được xem là đẹp nhất. Về con mắt đó thì mắt xanh trong được xem là đẹp, hoặc là mắt đen huyền được xem là đẹp. Về chiều cao đó thì nhân thể đẹp đó, được xem đó, nữ phải là 1m70 cho đến 75, nam phải là 1m8 cho đến 22m, còn cao lùn lùn như thầy Nhật Từ 1m5 được xem là xấu. Đó là những cái cộng nghiệp về về nhân tướng học liên hệ đến cái gọi là đẹp. Và có nhiều cái mặc định về đẹp khác nữa. Nếu như một người nào đó từ lúc sinh ra do dây di truyền của cha mẹ ông bà có một nhân thể mà theo mặc định xã hội không đẹp, thì cái thăng tiến xã hội đó hơi khó hơn, nhất là đối với những cái ngành nghề nó liên hệ đến giao tế, chứ không phải là tất cả nha quý vị. Và đặc biệt là người nữ sinh ra mà đẹp tự nhiên đó, thì cơ hội lấy chồng đã có được hơn là 70-80% rồi, tức là may mắn hơn. Vì người nam ta yêu bằng con mắt, ta nhiễm đắm cái sắc đẹp cơ thể trẻ trung của người nữ, cho nên người nữ đẹp thì có cơ hội là có được chồng giàu. Còn hạnh phúc hay không đó là một cái chuyện khác. Như vậy đẹp về cơ thể sẽ tạo cơ hội đạt được cái phước về tài sản và sự thượng duyên. Đó là mối quan hệ, cái này có thì cái kia có. Còn đối với người nam đó, thì những người không đẹp không làm vấn đề gì hết. Nam á, cái quan trọng nhất là có tài. Có tài. Cho nên đó, người ta thường nói là trai tài cái sắc, chứ tôi đâu nói là trai sắc cái sắc đâu. Hai phái đẹp để mà gặp nhau cái có thể là giới thành mặt riệp. Phải có một cái người già giàu lấy một cái người đẹp. Ví dụ như người nữ đại, chân dài thì lấy đại gia. Rồi các nam vương thì lấy những cái bà quá phụ giàu có tài sản lớn, nó mới thu hút nhau. Chứ còn mà hai người đẹp, một bên là nam vương, một bên đó là hoa hậu hoàng vũ hoàng thế giới, mà đối với nhau thì tôi chưa từng nghe, không biết là trên thế giới này có hay không, nhưng mà việc đó thì tôi chưa từng nghe quý vị, không biết quý vị có nghe hay không. Cho nên là hai người đẹp mà đến với nhau đó thì chưa chắc nó đã là phước báo đâu nha, chưa chắc đâu. Còn người nữ đẹp đến với một người nam giàu thì có phước báo về tài sản. Là người nam đẹp đến với một người nữ giàu, mà người nữ chuộng về hình thức, thì có thể có phước báo về tài sản và thuận duyên. Như vậy, sau khi giải phẫu thẩm mỹ xong, khắc phục được cái yếu kém của ngoại hình, thì người đó sẽ là có được những cái cơ hội về cái phước tài sản và phước thuận duyên thôi. Rồi những chị em phụ nữ mà thể hình đó, không được đẹp á, thì có thể sử dụng phương pháp đó ha, tức là giải phẫu thẩm mỹ, đừng nên lạm dụng. Đàn ông á, ta thích là cái đẹp tự nhiên, chữ nào là cái cơ thể mình nó xấu quá thì mình cần giải phẫu, chứ lạm dụng giải phẫu sau này đó nó biến chứng, đó là chưa nói đến rủi ro về ung thư, vì chúng ta đưa những cái dị vật vào trong cơ thể mà, bao gồm những cái túi nước vân vân ở vị trí ngực để mà giải phẫu nó, rồi ở vị trí mặt sau này nó chảy xệ xuống, ở vị trí của cái mu bàn tay sau này nó chảy xệ rất là xấu. Lạm dụng nó là một cái sai lầm lớn của chị em phụ nữ. Và đàn ông ngày nay cũng có nhu cầu giải phẫu thẩm mỹ như là người nữ vậy, mặc dù số lượng thì ít hơn, tỷ lệ thì ít hơn. Thì nói tóm lại, phước tướng sẽ giúp cho chúng ta đạt được những thuận duyên nhất định. Như là cái phước tướng đó mà không biết giữ thì ta gọi là gì? Hồng nhan bạc phận, đẹp quá nhiều người mê, người đeo, nhiều người tranh giành, thì cũng dẫn đến rất nhiều các rắc rối, chứ không phải là tự thân của cái sự đẹp về phước tướng đều là tốt hết đâu quý vị. Nó chỉ thuận duyên về tài sản thôi, và cái cơ hội thăng tiến xã hội, hoặc là mình nhờ vả người khác, thì mình có nhan sắc đẹp thì người ta dễ giúp mình hơn,
vì ta mê cái sắc đẹp đó. Nhưng mà những phương diện khác bao gồm cảm xúc, chưa chắc người đó được hạnh phúc rồi. Hai cái vấn đề này nó khác nhau dữ lắm.